Oh!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
คุณ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 เดี๋ยวเจอกันใน
4rất khó chịu của các cầu thủ Điện Biên. Tỷ số 8-18 dành cho cầu thủ Điện Biên. Dung Gà sổ tay rất dẻo với Dung Gà. Điểm số 9-4 tiếp tục là Dung Gà với chiến thuật là set này hợp lý có hiệu quả. Điểm tiếp tục cho đội vàng 2-10-4 đội Hồng Sơn sẽ được đồng ý là 2. Nhiệt điện Dung Gà không thể bóng người đúng rồi rồi đi này mới hết khách à và sân đấu điểm số 99 dành cho cầu thủ Nhiệt Điện. Một pha bóng đánh rất không hiểu ý. Trọng tài chính chưa xác nhận chưa có hiệu ứng thì trong lát cầu thủ trên sân vẫn đánh bình thường. Các bạn nghe thấy tiếng còi của trọng tài thì các cầu thủ vẫn được sân đánh bóng. Thì cầu vượt vào 2 đến